Với ưu thế có giá trị kinh tế cao, phù hợp với môi trường dễ nuôi, sản phẩm dễ bán, sản lượng cao, tỷ lệ sống cao, nên các loại nhuyễn thể như hàu, tu hải, bẹm xanh, ngao, sò ốc được nhiều tổ chức, doanh nghiệp và hộ dân trên địa bàn các tỉnh ven biển đưa vào nuôi trồng và ngày càng phát triển mạnh mẽ. Ở nhiều địa phương, việc nuôi nhuyễn thể đã vượt quá quy hoạch, nguồn nước nuôi bắt đầu ô nhiễm, biến đổi khí hậu và nước biển dâng ngày càng phức tạp, khó lường, làm thay đổi môi trường sống và thức ăn. Nhiều dịch bệnh xuất hiện làm giảm năng suất vụ nuôi, thậm chí gây chết trắng các loài nhuyễn thể trên một khu vực. Sản lượng giống nhuyễn thể ngày một suy giảm và tình trạng khai thác tận diệt chưa được ngăn chặn triệt để. Cùng với đó là tiêu thụ bị ngừng trệ do dịch bệnh COVID mà các nghiên cứu chế biến sâu với đối tượng này không nhiều. Tuy nhiên, với các hộ dân sống trên vùng biển thì nuôi nhuyễn thể vẫn đem lại giá trị kinh tế ổn định do họ không cần đầu tư thức ăn khi nuôi. Vấn đề đặt ra là khắc phục khó khăn để phát triển nghề nuôi nhuyễn thể một cách an toàn, ổn định, bền vững, gắn liền phát triển kinh tế biển đảo và an ninh trên biển. Một trong những giải pháp giúp nghề nuôi bền vững đó là liên kết phát triển nhuyễn thể từ sản xuất tới tiêu thụ, chế biến. Với những ghi nhận từ thực tế vùng nuôi thủy sản lớn của tỉnh Khánh Hòa, chúng ta sẽ có những kinh nghiệm sản xuất, nhất là trong giai đoạn hiện nay, sản xuất bị ngưng trệ do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Thưa ông Nguyễn Văn Hà, cách đây 10 năm thì chúng tôi có ra khảo sát cái việc nuôi nhuyễn thể tại đầm Nha Phu. Và sau 10 năm quay lại thì quả thật ở đây thay đổi rất là nhiều. Thì ông có thể chia sẻ với chúng tôi là cái việc nuôi nhuyễn thể ở đây đã phát triển như thế nào? Tại đầm Nha Phu thì cái nghề nuôi nhuyễn thể thì bắt đầu nó phát triển khoảng cách đây 10 năm. Nó bắt đầu từ khoảng năm 2011 đến nay. Ban đầu thì có những cái mô hình của dân, và sau đó là cái dự án khuyến nông có hỗ trợ cho bà con ở đầm để xây dựng các mô hình khuyến nông để phát triển, thì đó là cái nền tảng để cái nghề nuôi nhuyễn thể, đặc biệt là nuôi hàu Thái Bình Dương, nó phát triển cho tới ngày hôm nay. Thì từ năm 2011 thì một vài mô hình thôi, một vài hộ nuôi, một vài bè thôi, chứ hiện nay thì ở đây cũng gần mấy chục cái bè. Thì điều đó cho thấy rằng là cái nghề nuôi hàu Thái Bình Dương ở đây rất là phù hợp. Ngoài cái con hàu Thái Bình Dương thì ở đây có thể nuôi thêm được các cái đối tượng khác như là vẹm này, rồi con trai, thì đấy là những cái đối tượng nhuyễn thể hai mình vỏ. Như vậy là tại đầm Nha Phu vừa phát triển về diện tích nuôi trồng cũng như là các cái đối tượng mới được đưa vào đây. Vậy thì ông cho chúng tôi biết là để mà phát triển bền vững thì chúng ta đề ra vấn đề là mối liên kết trong sản xuất. Vậy cụ thể ở đầm Nha Phu này thì cái liên kết sản xuất nhuyễn thể như thế nào? Ông có thể chia sẻ với chúng tôi. Để phát triển cái nghề nuôi mà nó bền vững và nó đảm bảo cái đầu ra cho bà con, thì hiện nay là cái đảm bảo cái sản phẩm như vậy thì bà con ở đây là có cái việc là tổ chức cái tổ liên kết trong cái chuyện nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên là còn một cái khâu nữa, đó là cái con giống. Thì hiện nay thì ở Khánh Hòa nó đã hình thành nhiều cái cơ sở sản xuất giống lớn và đáp ứng được nhu cầu con giống tại địa phương, tại đồng nhân khu, và nó đã có hiệu ứng lan tỏa ra các địa phương khác. Ông có cho chúng tôi biết là cái mối liên kết ở đây ấy, thì hiện nay đang liên kết được bao nhiêu hộ và đã tạo ra những cái thuận lợi gì cho bà con ở đây? Tại đồng nhân khu thì hiện nay tại khu vực này thì có anh Khoa là người đầu tiên là đem con hàu Thái Bình Dương vào đây và tổ chức các mô hình nuôi. Và hiện nay chính ảnh cũng là người đã tạo được cái tổ liên kết ở đây gần 20 hộ. Đấy, thì các hộ liên kết với nhau rất là tốt để mà đảm bảo cái sản phẩm đủ cái tiêu chuẩn và cái quy mô để cung cấp cho thị trường nội địa. Khánh Hòa có tiềm năng và thế mạnh rất lớn phát triển nuôi biển vì có 385 km đường bờ biển và hơn 200 đảo lớn nhỏ, 3 vịnh, 2 đầm phá tương đối kín gió. Cùng với đó có các trung tâm nghiên cứu, cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu về nuôi trồng thủy sản đóng chân trên địa bàn như Viện Nghiên cứu Thủy sản 3 Nha Trang, Viện Hải dương học Nha Trang, Trường Đại học Nha Trang đã thúc đẩy phong trào nuôi biển của tỉnh này phát triển thuộc nhóm dẫn đầu ở các tỉnh ven biển của cả nước. Nghề nuôi nhuyễn thể tại đây cũng phát triển mạnh mẽ với hàng loạt các dàn bè treo tu hải, hàu Thái Bình Dương, trai ngọc. Vào những năm 2000 trên đầm Nha Phu, thành phố Nha Trang, chỉ có vài hộ nuôi tu hải bẹm xanh nhỏ lẻ thêm vào các bè nuôi tôm cá. Đến nay, có hàng chục hộ gia đình đầu tư chuyên nuôi nhuyễn thể quy mô lớn,
trong đó phải kể đến trang trại của gia đình ông Hà Ngọc Khoa, người đã góp phần thúc đẩy nghề nuôi với cách đầu tư bài bản, quy mô lớn. Trại sản xuất con giống hàu Thái Bình Dương có khả năng cung cấp con giống cho thị trường từ Nam Trung Bộ đến Vũng Tàu. Còn quy trình nuôi thương phẩm Tu Hải Nhuyễn Thể đã được chuẩn hóa, chuyển giao cho nhiều hộ nông dân. Sản xuất giống hàu thì công ty rất chủ động và đáp ứng đủ cái nhu cầu của công ty và của bà con nuôi hàu ở khu vực Nam Trung Bộ và miền Tây Nam Bộ. Việc liên kết sản xuất rất quan trọng vì công ty rất muốn là cái khu vực Nha Trang nói chung và khu vực đầm Nha Phu nói riêng trở thành một cái vùng hàng hóa, một vùng nguyên liệu mà có thương hiệu để mọi người đến đây thưởng thức con hàu ở khu vực này. Đó là con hàu sạch, có đầy đủ các tiêu chí về an toàn về vùng nuôi, an toàn về vệ sinh thực phẩm. Là người đầu tiên sản xuất giống và nuôi Tu Hải trong vùng vịnh Vân Phong, đến nay nhiều hộ nông dân cũng triển khai nuôi Tu Hải với sự giúp đỡ của ông Khoa. Con Tu Hải là được tôi nghiên cứu và nuôi trồng từ năm 2004. Trải qua rất là nhiều những cái thời gian cho đến nay thì con Tu Hải vẫn là một đối tượng mang lại cái nguồn thu rất là cao. Vẫn là một cái đối tượng mà đặc biệt chú ý của những cái hộ nuôi. Khó khăn nhất của con Tu Hải là mấy năm gần về đây là cái yếu tố về thời tiết, thiên nhiên là bão gió rồi thay đổi môi trường. Đấy là cái khó khăn về nuôi trồng con Tu Hải. Thế còn hướng giải quyết là bây giờ phải tập trung nuôi vào thời điểm tránh những cái mùa mưa lũ và đưa cái sản lượng nó cao lên. Gần đây, ông Khoa đang tiếp tục triển khai nuôi chai. Ngoài việc nuôi cấy ngọc, thì ông Khoa nuôi chai với mục đích tạo ra nguồn thực phẩm đa dạng từ nhuyễn thể, bởi ông cho biết thịt chai rất ngon và giàu dinh dưỡng. Ý tưởng của ông được thực hiện hóa dần với sự hợp tác của công ty chai ngọc lớn tại Quảng Ninh. Cái vùng biển Khánh Hòa là một trong những cái vùng biển mà có cái điều kiện thiên nhiên thuận lợi cho cái nghề nuôi trồng thủy sản. Thì ngọc trai cũng một trong số đấy. Ở đây cũng có những cái vùng vịnh và có những cái điều kiện về sinh học cũng như là tự nhiên rất là tốt cho sự phát triển của chai ngọc. Và hiện tại theo tôi biết thì ở Khánh Hòa đây cũng có một vài đơn vị người ta cũng đang tiến hành nuôi cấy ở đây, có kết quả rất là tốt. Thì qua cái tìm hiểu và nghiên cứu ấy, thì tôi thấy là nếu mà Khánh Hòa mà tạo điều kiện để phát triển thêm cái ngành nuôi chai cấy ngọc và tạo thành một cái thương hiệu là ngọc chai thì nó sẽ có cái tác dụng kích thích hơn nữa về cái vấn đề du lịch và đa dạng hóa cái sản phẩm cho du khách khi mà đến cái địa phương. Để tiêu thụ hàng hóa ổn định thì việc liên kết với các đơn vị như siêu thị, nhà hàng, khách sạn, các khu resort lớn là rất quan trọng. Bởi Nha Trang là địa điểm du lịch nổi tiếng của cả nước. Không chỉ dừng ở vấn đề sản xuất, ông Khoa còn liên kết với các khu du lịch nằm trong những nơi có thể nuôi trồng được nhuyễn thể để mở rộng sản xuất, đồng thời tạo ra sự phong phú, thu hút khách du lịch. Vào thời điểm dịch bệnh COVID-19 xảy ra, khi không có khách du lịch, thì với việc tự cung tự cấp tại nơi đây là bài toán tháo gỡ khó khăn. Anh cho chúng tôi biết là cái diện tích nuôi trồng thủy sản ở đây của mình là bao nhiêu hecta? Chúng tôi đây có 205 hecta. 205 hecta, thế là cả một cái vùng nước rộng lớn như này. Dạ. Chúng ta đang triển khai nuôi các đối tượng gì đấy ạ? Là bên chúng tôi là chủ yếu về cá và các thủy hải sản thân mềm. Thân mềm, các cái con nhuyễn thể đấy ạ? Dạ. Vâng, các anh triển khai sản xuất ở đây với mục đích gì? Là bên chúng tôi là có mục đích du lịch và xuất khẩu, chủ yếu là bên du lịch. Với cái tiềm năng mặt nước lớn như này và cái nước rất là trong như thế này, chắc chắn là cái hiệu quả kinh tế sẽ rất là ổn định.
với ông Khoa thì việc liên kết với các nhà khoa học để áp dụng công nghệ mới vào sản xuất, nghiên cứu nuôi các loài nhuyễn thể mới, nghiên cứu chế biến sâu khi hàng hóa không tiêu thụ được do dịch bệnh COVID-19 xảy ra là rất quan trọng. Chính các mối liên kết này đã giữ cho nghề nuôi nhuyễn thể của trang trại luôn luôn phát triển và vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất do thiên tai, dịch bệnh. Hiện nay trên đầm Nha Phu chúng ta đã hình thành được cái mối liên kết trong sản xuất và như ông chia sẻ thì hiệu quả rất là tốt. Vậy thì chúng ta có thể nhìn nhận ra các cái vùng nuôi khác ở trong tỉnh Khánh Hòa nơi mà chưa có cái mối liên kết sản xuất ấy thì mọi việc như thế nào? Các nơi khác, ví dụ như ở Khánh Hòa thì ở Vạn Giả này, rồi ở Cam Ranh này và các cái tỉnh khác như Bình Định và Quảng Ngãi thì họ phát triển sâu. Ở đấy thì cũng chưa có hình thành các cái tổ liên kết. Thì như vậy là cái việc hỗ trợ với nhau con giống này rồi đầu ra nó vẫn gặp nhiều cái khó khăn hơn. Thì ở đây thì theo thông tin của anh Khoa và một số bà con nuôi tại đầm Nha Phu thì hầu như 100% sản phẩm làm ra đều được tiêu thụ hàng năm rất là tốt. Và tôi cũng rất là vui là vì anh Khoa và một số hộ dân ở đây cũng đang có một cái kế hoạch là phát triển nhiều hơn nữa. Vậy thì ông cho chúng tôi biết là cái mối liên kết sản xuất này nó có rất là nhiều khâu. Nhưng mà trên thực tế sản xuất tại đầm Nha Phu, ông nhận thấy cái vấn đề nào là khó khăn nhất trong cái chuỗi liên kết sản xuất ấy để làm sao mà chúng ta có thể phát triển nghề nuôi hầu nói riêng và nghề nuôi nhuyễn thể nói chung một cách bền vững? Thì cái gặp khó khăn nhất là gì ạ? Thực tế mà nói thì hiện nay trong cái chuỗi liên kết nội bộ của cái tổ liên kết này thì tôi đánh giá là rất là tốt rồi. Tuy nhiên trong cái chuỗi của con hầu á, thì chúng ta phải tính tới là cái giống này, rồi tới nuôi thương phẩm này, rồi tới cái tiêu thụ. Đấy, làm sao cái con hầu ở đầm Nha Phu chúng ta phải đạt được các cái chất lượng sản phẩm là an toàn vệ sinh thực phẩm. Tiến tới nữa là chúng ta phải có những cái công ty thu mua là đạt tiêu chuẩn HACCP. Thì đấy là cái nền tảng cơ sở để chúng ta tiêu thụ thị trường nội địa và hướng tới xuất khẩu. Đương nhiên tất cả những cái vấn đề về nuôi trồng cuối cùng rồi chúng ta cũng hướng đến một cái mục đích cuối là bền vững cho người nuôi. Vậy thì hiện nay chúng ta đang gặp cái cản trở gì, những cái khó khăn gì mà để chúng ta còn giải quyết để giúp cho bà con có thể tạo ra cái vùng nuôi thuận lợi hơn? Thực tế trong cái chuỗi liên kết này mà đặc biệt là cái việc nuôi hầu thương phẩm tại đầm Nha Phu thì tôi thực tế là tôi trăn trở nhất là cái quy hoạch. Đầm Nha Phu đó là một cái đầm diện tích giới hạn, sức tải môi trường nó cũng ở mức độ giới hạn. Vì vậy cho nên là cái việc nghiên cứu đánh giá là nuôi bao nhiêu hầu ở cái đầm Nha Phu này là phù hợp để nó đảm bảo thức ăn để con hầu phát triển. Chứ còn nếu ở đây 20 hộ chúng ta làm tốt, nhưng mà nếu chúng ta phát triển nhiều hơn nữa thì có thể nó không tốt, nó tác dụng ngược. Đấy, lúc đó là nó sẽ xảy ra một số vấn đề, ví dụ dịch bệnh này, hoặc là hầu nuôi không lớn. Đấy, rồi đấy là những cái mà bài học nó cũng đã, các ngành nghề khác cũng đã xảy ra. Hầu Thái Bình Dương hay còn gọi là hầu biển có nguồn gốc từ Nhật Bản, có tốc độ sinh trưởng nhanh, khả năng phân bố rộng. Được nuôi khá phổ biến tại các vùng vịnh dọc bờ biển Việt Nam, là đối tượng nuôi nhanh lớn và hiệu quả cao. Tuy nhiên, để nghề nuôi hầu phát triển bền vững, bà con cần lưu ý những vấn đề sau. Khi nuôi hầu tại Bình Dương, cần đảm bảo các yếu tố như vùng nuôi phải là ở vùng cửa sông, ít sóng gió, có độ mặn từ 20 tới 30 phần nghìn, độ pH thích hợp từ 7,5 tới 8,5, nằm trong vùng quy hoạch được phép nuôi trồng thủy sản của địa phương hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, xa khu dân cư, khu công nghiệp, nhà máy, tránh nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt, tránh địa điểm có nguồn gốc nước ngọt từ đất liền chảy trực tiếp. Bãi nuôi hầu phải đảm bảo độ ngập nước cho hầu khi con nước ròng. Nơi đặt bè thoáng có dòng chảy liên tục, tránh nơi tàu thuyền qua lại nhiều, gần bến cảng, sóng và gió lớn, nhiều rong, có các loại cây cỏ thủy sinh, nguồn nước sạch, nước lưu thông, màu nước xanh có nhiều sinh vật phù du, độ sâu nên chọn vùng hạ chiều, chất đáy tương đối cứng.
hiện nay đa phần là dùng giống sinh sản nhân tạo. Bà con không nên thả giống quá nhỏ sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ sống. Tuyệt đối không xuống giống vào lúc thời tiết có biến động hoặc thay đổi lớn. Bà con nên sử dụng giống ở các cơ sở có uy tín. Điểm quan trọng nhất trong chọn giống hầu là kích cỡ phải đồng đều. Thông thường, hầu có kích thước tối thiểu từ 3 tới 5mm là có thể nuôi thả. Nên chọn con giống có vỏ giống phân bố đều trên hai mặt vỏ là tốt nhất. Tránh mua con giống trên cùng vỏ có kích cỡ chênh lệch nhau quá lớn. Phương pháp nuôi hầu tại Bình Dương bằng dàn bè treo vật bám là hình thức nuôi phổ biến hiện nay. Hình thức nuôi này, hầu Thái Bình Dương có tốc độ sinh trưởng nhanh, tỷ lệ sống cao, dễ quản lý, chăm sóc và thu hoạch. Hầu giống bám trên các giá thể, được đục lỗ và treo lên các dây. Hình thức nuôi này, cá thể giống được treo lơ lửng trong môi trường nước, tạo điều kiện cho hầu có thời gian lọc thức ăn tối đa. Việc quản lý, chăm sóc, thu hoạch hầu dễ dàng hơn và tận dụng được diện tích mặt nước và năng suất sinh học vùng nuôi cao nhất. Bà con nên thường xuyên kiểm tra các thiết bị nuôi như dàn bè, phao, dây nuôi, lồng nuôi nhằm phát hiện và sửa chữa kịp thời, đặc biệt là thời điểm mưa bão. Thường xuyên tiêu diệt các động vật ăn hầu như loài ốc sun hà và các loài giáp sát như cua còng cáy và thu các bọc trứng của ốc vào mùa sinh sản. Sau khi nuôi khoảng 6 tháng, bà con nên thu tỉa bớt những con hầu lớn nhằm giảm mật độ nuôi để hầu sinh trưởng nhanh. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid nên sức tiêu thụ hầu Thái Bình Dương cũng giảm mạnh. Tuy nhiên, do hầu ăn các phù du trong nước biển nên không phải đầu tư thức ăn cho hầu. Vì vậy, bà con có thể lưu hầu lại trên dàn bè rồi bán dần mà không bị mất thêm chi phí. Đây cũng là thế mạnh của nghề nuôi nhuyễn thể, trong khi sản xuất nông nghiệp nói chung gặp nhiều khó khăn. Trước đây chúng ta còn đang nuôi manh mún nhỏ lẻ. Còn bây giờ thì Đầm Nha Phu cụ thể ở đây đã có hơn 20 hộ chạy sản xuất và gắn kết với nhau như thế này rồi. Thì ông thấy là để mà phát triển được cái đối tượng nhuyễn thể một cách bền vững thì chúng ta cần phải đẩy mạnh cái khâu gì nữa trong cả một cái chuỗi liên kết? Theo tôi nghĩ như thế này, thực tế mà nói thì trong sản xuất nói chung, trong sản xuất nông nghiệp nói chung và cái nghề nuôi trồng thủy sản nói riêng, thì cái mối liên kết trong các khâu sản xuất từ con giống cho tới nuôi thương phẩm cho tới bảo quản sau thu hoạch chế biến và ra tới bàn ăn, tất cả là tốt nhất là nên tạo thành một chuỗi. Vì tạo nên một chuỗi như vậy thì chúng ta mới truy xuất được nguồn gốc. Đấy, cái việc an toàn vệ sinh thực phẩm, truy xuất nguồn gốc là một việc rất quan trọng để chúng ta đưa cái sản phẩm chúng ta là đạt tiêu chuẩn chất lượng và hướng tới xuất khẩu. Xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Hà đã chia sẻ với chúng tôi những cái ý kiến, những cái kinh nghiệm rất là bổ ích trong chương trình ngày hôm nay, để cho những người nuôi hầu nói riêng và bà con nuôi nhuyễn thể nói chung, chúng ta có thể dựa trên những cái nhìn nhận này để điều chỉnh cái việc nuôi của mình, cũng như là chúng ta sẽ có thể cập nhật được những cái thông tin mới, và đặc biệt là chúng ta sẽ quan tâm tới vấn đề liên kết trong sản xuất để giúp cho việc nuôi nhuyễn thể của chúng ta phát triển một cách bền vững hơn. Xin trân trọng cảm ơn ông.